Thưa quý vị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã xuất hiện mưa to đến rất to. Tại Nghệ An thì đêm qua mùng 2 tháng 9 và sáng nay ngày mùng 3 tháng 9 đã có mưa to gây ngập nhiều nơi, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang ở mức báo động. Và phóng viên Mạnh Hùng tại đây sẽ có những thông tin chi tiết đến với chúng ta. Mời anh Mạnh Hùng ạ. Vâng, xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Vâng, hiện tôi đang có mặt tại tuyến đường Đặng Thái Thân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Và từ ngày hôm qua cho đến sáng nay ngày 13 tháng 9 thì tại tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to và rất to, đã diễn ra những cái sự sạt lở và ngập cục bộ một số vùng ở địa phương tỉnh Nghệ An. Và riêng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An thì từ chiều hôm qua cho đến sáng nay thì nhiều tuyến phố đã bị ngập chìm trong nước, khiến giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Nhiều xe máy và phương tiện khác đã bị chết máy ngay trên đường. Và ngay trong sáng nay thì cũng có một số tuyến đường là trục tuyến kinh doanh của người dân, nên việc ngập lụt đã gây ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh buôn bán của người dân. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ thì lượng mưa đo được tại tỉnh Nghệ An từ chiều hôm qua cho đến sáng nay 13 tháng 9 thì lượng mưa đạt từ 100 đến 150mm, và dự báo đến ngày 4 tháng 9 ngày mai thì lượng mưa đạt từ 200 đến 400mm. Đài khí tượng Bắc Trung Bộ cũng đã phát đi cảnh báo về thông tin về nguy cơ sạt lở và ngập lũ, luồng lũ quét ở tại một số vùng miền núi của tỉnh Nghệ An và các tỉnh miền Trung. Và để chia sẻ những cái khó khăn trong cái việc ngập lũ này, chúng tôi đã có mặt tại tuyến đường này thân để gặp gỡ một người dân. Và sau đây chúng tôi cùng mời quý vị khán giả cùng chia sẻ những khó khăn của người dân trong cái đợt mưa lũ lần này ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Thưa chị, thì chị cho biết là từ chiều hôm qua đến ngày nay thì cái việc ngập lụt cả tuyến đường đã gây khó khăn như thế nào đến cuộc sống và kinh doanh của mình ạ? Dạ, từ hôm qua rồi là mọi người hầu như là gần như là để vào trong nhà rồi đấy, là chế độ nữa, cái lượng nước hầu như là đi nó nhiều hơn so với các cái lượng mưa đợt trước. Nhưng mà cái đường ở đấy thì hầu như là kể cả mưa nhỏ hay mưa lớn thì hầu như là gần như là đều vào nhà hết. Dạ. Cái nguyên nhân tại sao thì cái đường này ngoài cái mưa lớn thì nguyên nhân tại sao là ngập lụt thế này ạ? Dạ, hầu như là cái chế độ phát nước ở đấy, ở đường Đặng Thái Thân, riêng ở đường Đặng Thái Thân nên rất là kém. Dạ, mà hầu như là các phương tiện giao thông đi ở trên đường này thì hầu như là rất cùng gây nên các cái ách tắc giao thông, thì hầu như là nước ở đấy thì đi vào người trong nhà hết. Nếu như mà mưa lớn hơn một tí nữa thì về lượng nước ở đấy đi, người dân ở đấy hầu như là trực cả đêm để như nhà em là dân buôn bán thì là mọi người cứ thấp thỏm là sợ nước vào trong nhà, mà họ mà đã đi lên ở đường ở đấy thì hầu như là nước đều dồn vào nhà hết, mấp mẻ nhà hết, mà càng chế độ thì thoát nước ở đấy càng kém thì hầu như là đều vào nhà hết đấy, nhà em là phải ốm đô lên hết đấy, gây ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Rồi phương tiện giao thông ở đấy đi đều đi lên vỉa hè hết, mà ách tắc giao thông ở đấy thì rất là nhiều. Anh cứ cỡ khoảng 5-6 giờ ở đấy hoặc là 2-3 giờ chiều là ở đấy là hầu như là tắc hết. Vâng, thưa chị, thì nếu mà thời tiết đang dự báo có mưa lớn và mưa to hơn nữa thì cái người dân đấy lo lắng như thế nào ạ? Dạ, nhà em là rất là lo lắng về sợ là thiệt hại về tài sản rất là lớn. Là không phải riêng về nhà em mà rất là nhiều nhà ở đấy. Hầu như là mọi người đều rất là lo lắng về vấn đề là ảnh hưởng đến tài sản. Đấy, người thì không nói, nhưng mà hầu như là tài sản đấy mà hầu như là mọi người chỉ dựa dẫm vào kinh doanh, nhưng mà với mình mức lương được như đi thì không thể là buôn bán cho ai được cả. Với lại là ảnh hưởng đến giao thông như rất là nhiều, mà chế độ thoát nước rất là kém, mà cứ dài dài như đi là nhà em không thể là buôn bán được đó. Thì tại tuyến đường này thì so với đợt đấy thì các đợt lũ gần đấy thì nó đã gây ra cái những ảnh hưởng và thiệt hại như thế nào cho tài sản người dân? Dạ, nhà em hầu như là ướt hết đồ này, rồi kinh doanh hàng ngày là ở đấy có một số nhà là họ sẽ phải là thuế thì mức thuế như vậy thì tiền nhà rồi đủ các thứ, mà cứ nước mà ngập tràn ngập vào trong nhà thì hầu như là mọi người không thể là đủ tiền để trang trải cho cuộc sống bình thường được đấy, càng ngày sẽ càng kém đi, mà chế độ thoát nước thì không có, rồi ách tắc giao thông thì càng ngày càng nhiều, rồi nói chung là rất là nhiều thứ để thiệt hại đến người dân ở đấy, không phải là riêng bản thân cá nhân em hay là nhiều người, rất là nhiều người ở đấy ạ. Vậy thì chị thấy cái nâng cấp các cái tuyến đường của thành phố Vinh, cái hệ thống thoát nước thì nó đã đảm bảo chưa, và cái việc nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kinh doanh của mình ạ? Dạ, em cảm thấy rất là chưa ổn lắm, thực sự rất là kém chứ không phải là chưa ổn. Hầu như là mưa nhỏ hay mưa lớn bọn anh cứ đi đến đấy, mà cứ ngay bình thường mưa nhỏ thôi, chỉ cần một cơn khoảng 30 phút thôi thì là nó đã ngập hết cái đường đi thôi, chứ không phải là riêng mà mưa hằng ngày như ngày hôm qua đến ngày hôm nay được.
hầu như rồi tràn trước rồi tràn sau rồi, nói chung là chế độ thoát nước rất là kém mà anh chỉ cần tí nữa có một ô tô mà đi vào đấy thôi thì hầu như là nước tạt vào nhà hết đó. Thì mong em bọn em ở đấy thì thay mặt cho Đường Nam Thái Thân cũng giống như là mọi người đấy thì là mong có chế độ thoát nước, đề nghị cấp trên thì sẽ là sửa chữa được sớm hơn, thì là nâng cấp sớm hơn chế độ thoát nước ấy, thì để cho người dân ở đây được nói chung là cảm thấy là an toàn hơn, so với không bán được cái thối nhưng mà thiệt hại về tài sản đấy thì rất là nhiều đấy, đó cũng là mong muốn của một số người ở đây của nhà em. Vâng, xin cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, cũng ngay trong sáng nay thì Đài Khí tượng Bắc Trung Bộ cũng đã phát đi những cái cảnh báo lũ, và hiện nay thì lũ đến các sông ở tỉnh Nghệ An cũng đã ở mức báo động 1. Nhiều vùng ở tỉnh Nghệ An cũng đã gây ra cái hiện tượng ngập lụt và chia cắt khiến cuộc sống của người dân cũng gặp nhiều khó khăn. Và đặc biệt tại thời điểm này thì tỉnh Nghệ An cũng người dân cũng đang triển khai thu hoạch nốt cái vừa lúa hè thu còn lại. Tuy nhiên với cái thời tiết này thì cái nguy cơ ngập lụt và thiệt hại về lúa hè thu cũng đang nguy cơ xảy ra với người dân.